cùng quan điểm, cùng chí hướng. Cho giờ coi kỹ cái chừng nào tôi lấy được chồng nè, coi lại đi. Chắc coi sao chị ơi, chứ nãy em nói câu anh Quyền Linh quyết định, giờ nói vậy nó không chính xác. Bây giờ lo cho cô bên kia, lo cho cô này. Đúng rồi đó. Cô kia là lo được rồi. Xin mời bạn trai. Bạn nào bước ra cho may mắn nhất thôi. Chào. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ngồi bên kia. Chào em. Bạn tên là gì? Em tên là Võ Tấn Đạt, 32 tuổi. 32, làm nghề gì? Thẩm định con người. Thẩm định gì? Cái này lạ nha. Thẩm định con người hả? Là sao em? Là... Khoan, để chờ bạn kia ra, bạn nghe bạn luôn. Chờ bạn nữ ra luôn nha. Cái này lạ quá. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào anh chị khán giả. Em tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Hoàng Hà. Năm nay em 32 tuổi. 32 tuổi luôn, 32 mà trẻ dữ vậy, 32 nhìn có 27 thôi. Rồi bây giờ bạn bên đó nghe nè, tôi bên đây cũng đang tò mò thẩm định con người của cái nghề rất là lạ bạn, bạn Đạt. Không, cái nghề nó lạ, em suy diễn thôi. Chứ thật ra cái nghề cũng rất là thông dụng. Nghề gì? Cho bạn. Thẩm định con người coi ta có vốn không rồi mới cho người ta vay đó. Làm tôi giật mình đó, tự nhiên cho vay, tôi tưởng nó cho vay nặng lãi. Hồi đó giờ em có khi nào đi vay tiền chưa? Dạ chưa chị. Chưa hả? Em có cho vay không? Dạ có chị. Em cũng cho vay luôn? Dạ. Em cho ai vay, vay sao? Cho má em vay à. Em cho má em vay hả? Em có thu hồi vốn được cho em? Dạ chưa. Khi nào thu hồi? Nha, khi nào lấy chồng thu hồi. Sao vậy, tự nhiên lấy chồng thì thu hồi chi? Làm của hồi môn chị. Đi lấy chồng là đi tay không, về nhà chồng, chồng nuôi. Tự nhiên mình đem của nhà mình đi qua nhà chồng chi? Không nên, không nên nha. 32 tuổi, thông minh cũng nhanh nhạy, cũng rất là năng động. Không lẽ bạn ế hả? Ừ, tại sao giờ này mà chưa lấy chồng em? Ba em có coi tử vi cho em rồi, là nếu mà lấy chồng trễ á, thì em một đời chồng. Còn nếu là lấy chồng sớm thì em hai đời chồng. Cho nên em từ từ em lấy chồng. Bây giờ em nghĩ là tới lúc để lấy chồng chưa? Dạ cũng đến lúc bắt đầu á chị. Bắt đầu rồi đó hả? À vậy bây giờ mẫu người của em cần tìm để lấy là như thế nào? Ba em có chấm tử vi luôn, nói cái người đó là người như thế nào không? Thứ nhất á là năng động, thứ hai á là tính tình phải tốt. Tốt là sao? Là tốt là gặp ai cũng cho vay đó. Thương người. À, em nghĩ sao nếu một người chồng bằng tuổi mình? Cùng tuổi thì cũng tốt thôi. Mà cùng tuổi mà nếu giàu là giàu dữ lắm luôn đó. Chính xác. Phất đó. Hai bên cho vay nữa, trời ơi, thật tiền để đâu cho hết. Còn bên em có coi bói coi gì không? Em có khả năng xem được chỉ tay và đoán suy nghĩ người khác. Hay gì hả? Thì bởi vì em mới cho vay tính chấp được chứ. Mỗi lần cho vay là xem chỉ tay hả? Không, xem chỉ tay để cho khi gặp bạn gái thôi. Xem anh con đoán anh sao? Anh thì em đoán cũng được, nhưng mà thích đoán bạn nữ hơn. Đoán anh thử một câu gì coi. Anh cũng yêu nhiều đấy. Đường công danh sự nghiệp cũng khá là thành công. Với lại đường may mắn của anh rất là rõ. Anh có tay giữ tiền, giàu lắm. Bây giờ vậy nè, bây giờ em coi thử bằng tay chị Tường coi làm sao nha. Em coi qua cái ô cửa. Coi, đưa tay chị Tường coi. Nam tả nữ hữu đúng không? Đúng rồi. Rồi coi đi. Nói cho chuẩn nha, chuẩn là tôi làm mai, cho không chuẩn là tôi dẹp luôn à. Chị Tường thì quen ít người. Hả? Ít người yêu. Ít người yêu. Sự nghiệp thì chắc không bằng anh Quyền Linh. Gì nữa em? May mắn thì cũng có nhưng mà không bằng anh luôn. Chừng nào lấy được chồng? Tùy anh Quyền Linh quyết định. Sao vậy? Cái này được. Được cái à, này được. Nha, coi được à. Bây giờ ok. Ít người yêu. Cái vụ này cũng hay nè, coi tôi các thường rồi. Bây giờ bạn thử thẩm định xem cái người này bên kia nói chuyện nãy giờ như thế nào. Về cái gì anh? Về con người. Về cảm nhận của cảm em. Cảm nhận như thế nào đó? Em nghĩ bạn bên đó cũng thật thà, cũng thẳng tính, thương ba mẹ. Không thương. Thương. Thương sao cho vay? Thương mới cho vay anh. Bây giờ nè, trước khi chị qua chị coi mặt bạn bên kia nè. Em không thích cái gì về người đàn ông? Em không thích người đàn ông mà hút thuốc lá. Sao vậy? Có hút không? Không. Như bụng bự nữa. Bụng bự. Đàn ông bụng bự thì sang có gì đâu. Đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Ủa nhưng mà hút thuốc lá thì đàn ông chị thấy cũng hay hút thuốc lá lắm. Sao em không chịu cho đàn ông hút thuốc lá?
Tại vì sau này về lớn tuổi á chị, thì cái sức khỏe không có tốt và nó yếu toàn tập luôn chị. Yếu toàn tập là yếu cái gì? Yếu từ A đến Z luôn chị. Là yếu gì? Z là yếu cái gì? Không thích yếu hả? Dạ không chị. Thích mạnh à? Em, người tiêu chuẩn của em như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì một người biết chia sẻ, cùng một quan điểm, cùng chí hướng. Cho giờ coi kỹ cái chừng nào tôi lấy được chồng nè, coi lại đi. Chắc coi sao chị ơi, chứ nãy em nói câu anh Quyền Linh quyết định, giờ nói vậy nó không chính xác. Bây giờ lo cho cô bên kia, lo cho cô này. Đúng rồi đó. Cô kia là lo được rồi. Được rồi, vậy bảnh ơi, chồng con anh quyết định cho. Rồi, bụng không có bự là được rồi. Đôi mắt em là cửa ngõ tâm hồn, mắt đẹp lắm. Anh nghĩ rằng em hôm nay may mắn gặp cô gái này đấy. Cũng có cá tính dễ thương, và mắt rất là đẹp, rất là sâu sắc. Mái tóc thì khác em, tóc em kỳ quá. Mái tóc này sao chải lạ vậy? Không có anh, tại vì em chỉ có hợp với kiểu này thôi à. Nên em chơi kiểu này luôn. Rồi, cái màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện, để hiểu nhau hơn. Và 2 phút quyết định. 2 phút bắt đầu. Anh có thói quen là hay tặng quà cho mọi người. Em cũng không ngoại lệ. Chúc em may mắn. Cảm ơn. Có thói quen hay tặng quà nữa. Cái ước mơ lớn nhất trong đời em là gì? Em ước mơ lớn nhất của em là có một gia đình hạnh phúc. Anh cũng nghĩ vậy. Điều gì mà em sẽ làm đầu tiên sau ngày hôm nay? À, em về ngủ anh. Trời, nghe nó buồn dễ sợ. Nói chung là anh cũng có khả năng xem chỉ tay. Thì anh Quyền Linh nãy nói anh là người may mắn thì đó là điều cũng đúng. Nhưng mà em biết, em thấy có đúng vậy không? À, em không có biết coi chỉ tay, em chỉ toàn là người ta coi cho em không à? Không, ý anh nói là người yêu của anh là người may mắn đó. À, người yêu anh á. Ừ. Hồi nãy ông coi chỉ tay người ta rồi đó. Chứ ông tưởng không coi tay tôi hả? Rồi sao? Hồi nãy coi rồi đó. Em có mấy bạn trai rồi, hồi nãy anh nói em là ít bạn trai đúng không? Em hả? Để em đến. Trước giờ em chưa đến. Từ nói chung là biết để ý trai á thì em để ý từ hồi lớp 5 á, mẹ mới biết để ý trai rồi. Nhưng quan trọng là mình rồi hết giờ, bây giờ quyết định nè, nãy giờ là giỡn thôi đó, bây giờ thiệt nè. Nếu các bạn đồng ý hẹn hò sau 3 tiếng đếm chúng ta hãy nhấn nút, còn nếu không nhấn nút có nghĩa là chúng ta đã bỏ cái cơ hội hẹn hò với nhau. 1. Nhớ là bấm liền chứ đừng có tới 3 rồi không coi chỉ tay coi nên bấm hay không là trễ nha. 2 và 3. Hết giờ. Thế là một nửa trái tim đã lỗi gì? Tại sao bạn không chọn mà anh này? Anh dễ thương mà. Em cũng không biết. Chắc là cảm nhận. Cảm nhận. Do cảm nhận đúng không? Dạ, em không có biết, nói chung là chắc lẽ cái duyên, cái nợ từ tính sau à. Nó chưa tới đúng không? Biết làm sao được, cái duyên cái nợ chưa tới thì chúng ta đành phải chịu vậy thôi. Nhưng mong hai bạn sẽ trở thành những người bạn rất là thân quen với nhau trong cuộc sống. Một nữa cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Thôi thì em rắn gồng. Ủa gồng hả anh? Không, anh thấy gồng. Anh nghe em mặn. Xin mời chàng trai chúng ta xuất hiện. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Em tên là Trịnh Quân. Trịnh Quân. Tên em 2 chữ thôi. Bao nhiêu tuổi? Em 86, 28 tuổi. 28, làm nghề gì bạn? Em kinh doanh thời trang và cũng là thiết kế thời trang luôn. Kinh thiết kế là kinh doanh luôn? Dạ, em làm ra những sản phẩm của mình và thợ của em may và em bán. Bạn đang mặc áo bằng may đó hả? Thiết kế đó hả? Dạ. Thôi để tôi mời bạn nữ ra cái đã, cho người ta nghe với. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Wow, thời trang dữ lắm nha. Hai em này tên là gì, bao nhiêu tuổi? Em tên là Trần Hải Bình, năm nay 23 tuổi. Em làm nghề gì? Em làm thiết kế quảng cáo.
À, một bên rồi. Thiết kế thời trang, một bên thiết kế quảng cáo, đụng hàng. Chị, thiết kế thời trang khác quảng cáo nhiều lắm chị. Chị biết mà, nhưng mà miễn là thiết kế là nói chung cũng có đầu óc tư duy về nghệ thuật mới thiết kế được em. Em làm trong ngành này được bao nhiêu năm rồi? 2 năm. Ở ngoài những giờ đi làm thì em làm công việc gì? Em làm gì? Ngoài những giờ đi làm thì em đam mê nhiếp ảnh. Năng động như thế này, duyên dáng xinh xắn như thế này sao ế được? Dạ tại vì chắc cá tính em mạnh quá mà bây giờ đàn ông người ta thích mẫu người phụ nữ duyên dáng hiền lành nhẹ nhàng phải không? Thì đó em thì không được vậy. Bạo xíu phải không? Cá tính em mạnh có chị Cát Tường không? Cũng cỡ cỡ đó anh, thấy ngồi thế là thôi thấy cũng mạnh khỏe rồi đó. Nói chung là cũng khó chịu như chị Cát Tường thì nó mới ế thôi. Không sao không sao. Bên đó là Hải Bình đúng Bình đúng không? Dạ. Bên đây bên tên Quân là Bình Quân. Bình Quân không? Bạn bên kia là thiết kế quảng cáo. Tôi nghĩ rằng là bạn sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong cái việc thiết kế thời trang. Em sản xuất và bạn ấy quảng cáo cho sản phẩm em thì em nghĩ chắc là hợp. Quân à, bên đây mạnh lắm nha. Mạnh lắm à. À, bên đó làm. Thôi thì em ráng gồng. Ủa gồng hả anh? Đó, thấy anh đang có một gồng đi. Sao anh phải gồng anh? Anh nghe em mạnh. Mẫu người của Quân, người phụ nữ của Quân là sao Quân? Cái nhìn là em cảm thấy trong lòng là thích rồi. Nhưng mà thường thường bạn bè nhìn á bảo đó giờ mày quen tao thấy toàn là quen gấu sư tử không, mình vô rừng mình không gặp thỏ toàn là gặp gấu không à. Em thì em thích gấu hay thích thỏ? Không, em thích sư tử. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Trong tình yêu á là có sự mù quáng. Mù quáng lạ vậy ta? Có nghĩa giống như là em đang quen một người đó, mọi người xung quanh nhìn đều nhận xét là không thích. Và mình không quan trọng là mọi người nói gì. Mọi người chê cái nào chê, miễn anh thích là được đúng không? Không vậy cũng hay chứ. Vậy là mình yêu cho mình hả? Đâu phải yêu cho người khác đâu. Đúng rồi, vợ mình sợ, mình đâu sợ vợ ai. Em tự nhận xét em thì em thấy em là cỡ cọp hay beo hay là sư tử? Chắc cũng cỡ đó chị. Xưa giờ có bao nhiêu bạn trai rồi? Dạ ít lắm chị. Ít là mấy? Dưới 5 ngón tay được rồi. Mà tại sao chia tay em biết không? Thì cũng bởi vì cọp beo quá chị. Mình phải bớt lại, nếu mình biết được khuyết điểm của mình thì mình phải cố gắng đầm thắm xuống chút xíu giống như chị Tường vậy nè. Mà em vẫn muốn một người yêu bản chất của em hơn. Rồi em thích cái mẫu bạn trai người của em như thế nào? Em muốn đó là một người đàn ông phải bản lĩnh, có ý chí, tiến thủ. Mà đừng có, anh đừng có nói nhiều quá là được rồi. Còn em thấy cô gái bên kia thế nào, cảm nhận nãy giờ ra sao? Có vẻ giống hổ rồi. Hả? Giống hổ? Em thích con đó. Ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em hả? Nó cũng là khuyết điểm. Nói chung là em cũng vui vẻ mọi người. Lâu lâu cũng khùng điên. Khùng điên là sao em? Hồi bé trong lớp thì em là người hát rất dở. Nhưng mà em sẵn sàng mặc xà rồng lên sân khấu ha. Múa. Anh nghĩ cái đồ khùng điên dễ thương chứ. Sao em biết em hát dở? Thì thường thường em đi hát karaoke với bạn bè. Thì mỗi lần mà em có tiếng hát thì bạn bè hay lấy cái demo bấm vào bài khác. Em có thể hát thử vài câu chị nghe cái bức hồi em không hát. Anh hát đi anh. Em khùng tùy hứng. Không. Em có ủng hộ không? Em ủng hộ. Đó bên đây bạn gái người ta ủng hộ. Em khùng tùy hứng. Thôi rồi được, bạn nó từ chối rồi, bạn hát khán giả truyền hình chuyển luôn kênh à, không coi nữa à. Sở thích của bạn là làm gì? Sở thích của em là viết tiểu thuyết, vẽ tranh. Cũng hơi khùng giống như ảnh nhưng mà em không có dám khùng trước mặt bạn bè đâu. Khùng gì nữa? Hay hát hay nhảy múa một mình trong phòng á chị. Thì hai người vậy khùng, nhảy múa trong phòng cũng được vậy. Em hát thử một khúc chị nghe coi, chứ bây giờ em cứ trong phòng một mình không sao được. Mà giờ em không có thuộc lời làm sao kệ được đó. Em thuộc nhiêu em hát nhiêu, khùng mà. Không, em không có khùng như ảnh. Ảnh khùng rồi, đúng rồi, em ít hơn. Anh dám khùng trước đám đông, còn em khùng trong phòng của mình nè. Hay là thôi để về nhà em hát cho ảnh được không anh? Thôi, chưa có gì mà về nhà hát cho ảnh rồi. Ngoài, ai cho về đâu mà cái gì nhà đất ơi. Hát ở đây được rồi, tao mới đem về. Nếu có một ngày em hy vọng là ngày mai sáng, đừng để em thêm buồn nhé. Hãy cho em một ngày mai tươi đẹp, và hãy cho em thêm một khoảnh khắc nhẹ nhàng. Bài lạ quá, tôi chưa giờ nghe bài này không nội ơi. Em tùy hứng em hát mà. Ủa hát gì, tự sáng tác hả? Hôm nay em không có lên được giọng nên anh thông cảm. Thôi được rồi, bây giờ cái quan điểm về tình yêu của em sao? Em nghĩ như thế nào về tình yêu? Em nghĩ trong tình yêu thì nên có sự nghiêm túc,
bây giờ lớp thanh niên trẻ có vẻ là mạnh tay quá, nhưng mà em thì em vẫn giữ cái truyền thống hơn. Ủa thanh niên mạnh tay là sao? Ý em nói cụ thể coi. Thì yêu là cứ tới bến xả láng anh, nhưng mà em khi yêu thì phải xác định là sau này phải có kết hôn rồi có này có kia gì đó, thì nói chung là nghiêm túc phải có kết quả. Chú này nghe nó kỳ quá. Yêu là tới bến xả láng là sao? Đừng quay hỏi coi là sao. Giờ thanh niên có câu yêu là chén anh. Yêu là chén hả? Chén là ăn. Ủa là sao ta? Ăn là ngon á. Yêu là chén là sao? Ăn là sao? Em không biết luôn. Cụ thể chút xíu thôi. Ngại quá. Nên nãy nói yêu thanh niên là yêu xả láng luôn hả? Ừ. Còn em là quan niệm sao? Em yêu truyền thống. Có thể là sau không có duyên, không hợp, nhưng mà vẫn phải nghiêm túc. Không nghĩ cái này được, cái này được. Bây giờ nè, trước khi chị qua chị coi mặt anh Quân bên đó nè, thì bây giờ mình có thể cho chị biết em thích cái mẫu người của em là như thế nào? Cao từ 1m75 trở lên, rồi từ 75 đến 80. Ngon luôn. À, dạ, phải có body, nếu không xong múi thì 4 múi cũng được. Nói chung mày có cơ bắp nha anh. Một múi cơ bắp lắm. Dồn có 1 múi được không chị? Sao đứng lên chị coi coi. Ngon. Cao không? Ngon à. Nhiêu ký? Em à, khoảng 76. Được. Ai? Anh đừng có để tóc dài nha, anh đừng để râu nữa. Không râu, không tóc. À quên, tóc không dài. Lộn lộn. Anh uống quăng được không em? Style gì đó hả? Thích uống uống vậy đó hả? Không, lâu lâu em cạo đầu cái rồi lâu lâu em uống rồi. Cũng mua đen lắm nè, hai bên là hợp lắm nè. Đúng rồi. Nãy còn cái đâu được cái bụng coi, mấy muối? Chắc được một muối. Dán cái bụng lên coi. Thôi chết luôn á. Vậy đâu có khùng. Tỉnh táo đàng hoàng, đẹp trai, lịch sự, lịch thiệp. Cái mẫu người lý tưởng của em thì thế nào? Được, được á. Có cá tính, có cái gì đó chiều sâu. Khùng điên giống mình thì chắc cũng lâu lâu cũng có. Đại loại là giống như là lấy các trọng lý vậy đó. Giống như em thích cái cá tính mạnh như vậy đó hả? Bảo đảm kéo màn lên là thích liền luôn. Nhưng mà em thích những người giống như vậy. Anh thấy cô kia bên kia cá tính đó, mà anh thấy hình em hiền quá, chưa cá tính bằng cô bên kia. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút gặp nhau. Xin mời màn kéo lên. Bình tĩnh nha, coi chừng sư tử ăn thịt à. Hai phút bắt đầu. Quang. Ê, chào uống, em uống. Nói gì đi em. em nghe là thường bên thiết kế thời trang là đàn ông hay có xu hướng đồng tính. Không, anh thích phụ nữ. Không, anh cứng của em. anh có gồng lên. Không, anh cũng đang có gồng nhưng mà không anh khẳng định luôn, anh thích phụ nữ, anh không có thích đàn ông. Mặc dù là đi ra đường cũng nhiều đàn ông chọc anh. Để cái đó để từ từ biết sau. Đó mình hiểu biết được. Cái này khó hiểu rồi nha. Thế thế bao giờ em mới biết, em muốn biết như thế nào? Cái đó thì xem em. Ý anh có nghiêm túc không đã? Thôi, chắc hẹn sau sân khấu thôi. Anh Nguyên Linh nha. Tùy hai người à. Mình hỏi anh đâu có quyết định được. Rồi tiếp tiếp. Ủa mà anh quê ở đâu vậy anh? Anh hả? Quê gốc ở đâu anh? Anh miền Trung. Anh Đà Nẵng. Em ở đâu? Em ở Nha Trang á anh. À, ở Nha Trang hả? Cũng gần. Gần cái biển hay? Có Nha Trang là thành phố biển mà anh. Đúng rồi, Đà Nẵng cũng có biển, mình chung dòng nước biển. Vậy là vui rồi, có cái hợp nhau là vui rồi. Nhìn em giống sư tử không? Anh chắc cũng không đến nỗi sư tử. Chắc cũng gấu hay gì đó thôi. Hai người nói chuyện toàn thú vật không ta? Hết giờ. Hai bạn để tay một nút bấm đi. Chúng ta sẽ có 3 khắc quyết định hay không quyết định. 1, 2, 3. Cũng hợp lắm. Hai người cao bằng nhau đấy. Cá tính thì bên kia cá tính mạnh hơn bên đây đấy. Bạn nghĩ thế nào về người bạn mà bạn đồng ý hẹn hò? Em cảm thấy mù quáng rồi đó. Còn bạn nữ? Dạ. Bạn thấy thế nào mà bạn nhấn nút hẹn hò? Em nghĩ là sau sân khấu sẽ tìm hiểu những thứ mà em muốn biết kỹ hơn. Còn bây giờ thì người nó nóng rần rần luôn đúng không? Rồi, rồi, chúc mừng hai bạn. Và bây giờ xin mời bạn nữ của chúng ta. Xin mời bạn. Rất là ấn tượng. Chào em tên gì? Dạ em chào chị và toàn thể các bạn. Em tên là Vũ Thị Kim Hằng. Hằng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 22 tuổi. Đang làm công việc gì em? Dạ hiện tại là
Em chuẩn bị tốt nghiệp ra trường và công việc phụ của em là gia sư dạy tiếng Nhật, gia sư dạy đàn organ. Hằng đúng không? Dạ, bên đúng đây rồi. Để coi chú Cụi. Xin mời chú Cụi xuất hiện. Chào bạn. Chào anh Kim Linh. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Chí Thiện. Bao nhiêu tuổi? Năm nay em 27 tuổi. 27. Đã bao nhiêu lần bạn tặng hoa thế này rồi? Dạ này lần thứ hai. Lần thứ hai? Dạ. Lần thứ nhất thì như thế nào? Lần thứ nhất là cho người cũ mà. Tặng xong họ đi luôn. Dạ. Bây giờ trước khi mà mình trao đổi anh Linh thì bạn gái bên đây sẽ có một món quà tặng cho tất cả chúng ta. Dạ, đàn violon thì em mới học thôi nên nếu mà có sai sót thì thông cảm. Ok, rồi. Tình cảm á. Bạn Nam thấy sao nãy bạn nghe tiếng đàn xong bạn thấy sao? Tuyệt vời á. Tuyệt vời. Dạ. Trời ơi. Còn một điều này nữa Linh à, hồi nãy em nói em là gia sư dạy tiếng Nhật đúng không? Dạ đúng. Em có thể là chào mọi người một câu tiếng Nhật hay là nói một điều gì đó bằng một câu tiếng Nhật. Minasan, hajimemashite, yoroshiku onegaishimasu. Là gì em đâu hiểu. Là cái gì? Rất hân hạnh được gặp mọi người. Arigato. Dạ đúng mà. Thế em nói dạ em dịch ra cái ngủ vậy. Dạ. Nguyên cái dài thòn là chỉ là hân hạnh gặp mọi người thôi hả? Tiếng Nhật nó đặc biệt vậy. À. Mọi người lý tưởng là mẫu người bạn nam của em là như thế nào? Thích bạn nam là một người nghiêm túc trong tình yêu, quan tâm đến mọi người. Cái gì em không thích ở bạn trai của mình? Không nói dối. Và không để râu. Sao không để râu? Nhìn nó bẩn bẩn. Bẩn bẩn. Ăn uống nó dính vô giống như anh Nguyễn Linh vậy phải không? Ăn dính vô râu rồi này kia. Em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ một. Mà tại sao chia tay? Có thể là anh ấy ngại khi đi với em. Ngại đi với em hả? Thái độ anh sao mà ngại? Thái độ anh rụt rè lắm. Không dám nắm tay em đúng không? Vâng. Trời ơi. Bây giờ sao dám nắm tay em? Bây giờ mình chủ động, người ta không nắm mình nắm lại. Ừ. Chủ động nên chia tay vậy đó. Vậy chắc em làm quá chứ gì? Không có chị. Bạn này phải chủ động nhanh lên làm nha. Làm sao mà người ta chia tay? Em làm gì ví dụ? Thì bảo hỏi sao anh không nắm tay em. Nắm luôn. Nắm chạy mất rồi. Trời ơi, nắm nhát, rồi. Tài nhát quá trời luôn. Đó, em thấy chưa? Thấy chưa? Nắm tay liền nha. Qua là nắm tay liền nghe không? Dạ. Mẫu hình bạn gái của bạn là như thế nào? Dạ, mẫu hình bạn gái của em là ngoan hiền, chịu thương chịu khó. Này nắm tay trước có ngoan hiền không? Dạ em chấp nhận. Rồi gì nữa? Dạ thấp hơn em. Thấp hơn em? Dạ. Chắc bên kia thấp em rồi, cao nhỏ lắm. Dạ em cao 1m65. Được. 65 đúng không? Dạ. Bên này 1m45. Không có đâu, nghĩ không có đâu. Bây giờ sao? Giờ ai qua coi ai anh trước? Anh qua coi trước đây, tức cái hồ này qua nè. Sao? Chút xíu à. Anh tức em là em nói đàn ông để đâu bẩn bẩn. Bẩn người ta nói bẩn. Đâu có bẩn. Cảm nhận của người ta bẩn người ta không, nói bẩn. Không thể nói được, nhiều người để đâu đẹp lắm. Để đâu chừng nào mắm ăn mắm nêm mắm tôm mày không rửa mày bẩn. Thấy không? Ôi. Chào chị. Trắng gì mà trắng thế. Không thử bột á, đây đúng tùng thử bột luôn á. Không có anh. Da mịn màng quá trời ơi. Bù lại với anh Nguyễn Linh đang phì lôi. Tự nhiên quay qua chơi tôi. Và bây giờ là giây phút quan trọng nhất để cho hai bạn trẻ được đối mặt với nhau, được trò chuyện với nhau trong vòng 2 phút. Rèm kéo lên. 2 phút dành cho hai bạn. Mời bạn bắt đầu. Chào anh ạ. Chào em. Anh cũng rất là thích những phong tục tập quán của nước Nhật. Thì hy vọng là sẽ có dịp em dạy cho anh được một số từ tiếng Nhật. Dạ em dạy hết luôn ạ. Cảm ơn em. Không ấy, lát nữa mình đi uống nước ha.
Em có thích coi phim không? Dạ thích lắm. Vậy cái gì mình sau nhìn này mình nói chuyện uống nước rồi mình bàn về chuyện đó luôn ha. Chuyện gì? Đi coi phim. Coi phim. Hết thời gian rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 khắc đếm để quyết định. Bà suy nghĩ thật kỹ và quyết định mà nhấn nút. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Hồi hộp căng thẳng quá. Quên vụ này rồi chưa? Đây nè, tôi nhắc cho. Cảm ơn anh. Anh tặng em. Trời ghê ta. Trời sinh ra cặp này. Mày không định đám cưới sớm hay nè. Em sẽ mời anh. Hả? Em sẽ mời anh chị. Có không? Đám cưới sớm sớm chút cũng được nha. Không mấy dạ. Chút ra nữa bàn tính luôn đi. Thôi nhưng mấy coi tôi các thường đi coi ngày luôn cho. Đó là chúc mừng hai bạn và mong rằng hai bạn sẽ tiến xa hơn nữa. Và bây giờ mời mà tới 3 năm rưỡi mới nhận ra em là nữ 100%. Thế giới này không có phụ nữ xấu. Ghét nhất con trai mà nhiều chuyện. Cặp đôi đầu tiên đã thành công, chúng ta hy vọng rằng cặp đôi thứ hai cũng sẽ thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn nam của chúng ta. Chào anh. Chào bạn, ra hấp dẫn quá ta. Dạ. Nhiều quà quá vậy. Hôm nay em đến chương trình có làm một cái mô hình giấy của Tháp FM Paris kính tặng chương trình. Thôi, cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi đại diện trình nhận Tháp FM ha. Dạ. Đẹp quá, bạn tự làm hả? Dạ, cái này em làm đêm hôm qua. Em cũng nghĩ là phải làm một cái gì đó để tặng chương trình. Cảm ơn chương trình đã cho em buổi hè hôm nay. Cảm ơn bạn. Dạ, là cảm ơn anh. Đây là... Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta. Rất là xinh xắn. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả. Trời ơi, lạ vậy. Dạ, em cũng từng bị nhận xét là cái tiếng của em nó hơi giống nam. Nhưng mà em là nữ 100%. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Thị Thu, năm nay mình 29 tuổi, hiện tại mình đang làm việc tại Bình Dương. Mình đang làm nhân viên văn phòng trong một công ty giấy. Thu, nhân viên văn phòng. Dạ. Bạn? Dạ, em là Phạm Phi Long. Phi Long. Năm nay em 33 tuổi, phụ trách kinh doanh cho một công ty về chuyên về công nghệ thông tin. Bạn 33 tuổi rồi. Dạ. Phải nói cái tuổi cũng đúng ra giờ này cũng đã có gia đình, có con rồi. Dạ. Nhưng lý do tại sao muộn đến bây giờ? Phải nó không có duyên á anh. Thì em cũng trải qua 2 mối tình rồi. Thôi. Mối tình đầu tiên là bao nhiêu lâu? Thì cũng khoảng 3 năm rưỡi. Sau 3 năm rưỡi thì hai người cảm thấy không hợp với nhau. Không hợp mà tới 3 năm rưỡi mới nhận ra. Dạ. Mối tình thứ hai. Đấy. Dạ, mối tình thứ hai là mới chia tay cách đây cũng gần 1 năm. Đó là do sự phản đối của bố mẹ không cho tiến tới. Cho nên cô phải theo bố mẹ. Em có biết lý do tại sao như vậy không? Thì có lẽ là một lý do em đoán là em chưa có nhà thành phố. Bố mẹ cô ấy nói là khi mà hai đứa quen nhau lấy nhau là phải ổn định, phải ở nhà thành phố để có thể về thăm ba mẹ nó gần hơn. Còn từ biệt quê em ở miền Trung, Quảng Ngãi thì nó hơi xa xôi. Vậy còn bạn, bạn rất là duyên dáng. Mà 29 tuổi đối với phụ nữ thì không phải là còn trẻ nữa. Công việc của bạn thì cũng ổn định. Vậy chẳng lẽ là bạn không có tìm được một cơ hội nào cho mình sao? Dạ, thật sự thì trong công ty thì mọi người cũng nói em là thuộc dạng ế rồi. Thì thật sự thì trước đến giờ em cũng đã từng quen một người. Thì quen với lại cái anh đó thì cũng được gần 1 năm. Nhưng mà sau đó thì nhận ra rằng không có hợp chị. Trước đó cũng không có quen. Dạ, em cũng không quen ai hết. Lý do? Chắc một phần là tại vì công việc của em thì em làm việc ở dưới Bình Dương, em ở thành phố. Thì sáng sớm em phải thức dậy từ 5 giờ rưỡi rồi xuống Bình Dương làm, xong rồi tối về lại đây là 6 giờ. Nói chung là em cứ đi làm suốt xong rồi đi học thêm. Môi trường làm việc thì cũng không quen được ai.
Em bây cũng... giờ là đã sợ ế chưa? Bây giờ thấy mình ế chưa hay là còn học nữa không? Dạ ế rồi chị, ế rồi. Trong công ty em mọi người coi chương trình này mới giới thiệu em đến chương trình này, rồi nói khuyến khích là nên tham gia, biết đâu tìm được nửa của mình thì sao. Bây giờ là còn học hành gì nữa không? Dạ không. Thôi từ ngưng học đi, rồi lấy chồng xong rồi học tiếp nha. Điểm là học hoài, học trời ơi, lấy chồng xong sợ không học đâu chị. Được từ ngưng thôi. Học nữa hả? Dạ. Trời ơi chị nể em quá. Không sao, người như vậy thì có cầu tiến rất là tốt. Cầu tiến tốt chứ có sao đâu, đúng không? Rồi, vấn đề là chúng ta đã chọn ra một cái người nào là hiểu được điều đó, đồng cảm điều đó thôi. Bạn trai, bạn thấy cô gái bên kia như thế nào? Thì em thấy quan điểm của em á là sự học là mãi mãi. Mình phải sắp xếp được công việc gia đình. Nếu mà có chồng có con xong có thể học được nữa, tại vì bản thân em cũng đang học, thì cũng đang học văn bằng 2. Bạn chưa có nhà thành phố vì điều đó mà có thể một mối tình đã trôi qua. Vậy nếu như cái trường hợp mà hai chúng ta quen nhau thì bạn nữ bên kia có cần nhà thành phố hay không? Dạ anh Quyền Linh, nếu em nói là nói không có là dối lòng. Em rất muốn có nhà thành phố, nhưng mà hiện giờ thì người ta bán rất là nhiều những cái căn hộ 8X đó anh. Thì tụi em cũng đang, em nghĩ là chắc em và bạn bên đó cũng là 8X. Thì trước mắt là em rất là muốn, là trước hết là em muốn có một căn nhà 8X đã. Xong rồi sau đó là mình sẽ mơ đến Phú Mỹ Hưng chẳng hạn. Có quyền mơ ước chứ. Dạ đúng rồi. Ai, mình cầu dạ, ai cũng có quyền mơ ước. Bây giờ bên đó là chưa, hiện giờ là chưa mua được. Thì mình bàn bạc với nhau cái kế hoạch, mình lập kế hoạch, mình lấy nhau về rồi mình mua được không? Hay là phải mua trước rồi mới Dạ không cần phải mua trước chị. Mua thì trước. Thật ra là hai đứa cùng làm được cùng mua cũng hay vậy. Đúng chứ rồi. Đâu cần phải nhất thiết là anh đã phải có nhà rồi phải giàu có này kia rồi mới quen đâu. Đúng đúng, chính xác không? Người ta lớn là người ta chững chạc nói đâu là chính xác đó. Rồi bây giờ cũng hiểu nhau về cái vấn đề nhà cửa rồi ha. Dạ. Tiêu chuẩn mình đề ra người phụ nữ đi bên cạnh mình như thế nào? Thì về tiêu chuẩn về hình thức bên ngoài á, thì quan điểm của em á, thì có một câu thế giới này không có phụ nữ xấu, chỉ có những phụ nữ không biết cách làm đẹp. Tức là em mong muốn như phụ nữ là biết cách làm đẹp. Còn về ngoại hình thì em cũng không có tiêu chuẩn mình quá cao, tại vì mình cũng lớn rồi, mình không có chọn lựa thêm được nữa. Nếu chọn nữa thì mình chắc là ế luôn nữa. Bây giờ em cần gì một người đàn ông của mình? Dạ tất nhiên là em cũng muốn xác định bạn trai của em là phải có ý định là muốn lập gia đình. Nhưng mà tất nhiên là mình cũng cần phải trải qua khoảng thời gian tìm hiểu rồi yêu thương nhau rồi mới lập gia đình, chứ tự nhiên không đến cuối đâu ai chịu đâu chị. Đúng rồi em. Rồi em mong muốn bạn trai của em là cao 1m67 trở lên. Rồi hồi đầu em rất muốn người bạn trai của em là gần nhà. Rồi công việc phải ổn định. Rồi làm một người đàn ông quyết đoán, nói chung là mạnh mẽ và có khả năng lèo lái xây dựng gia đình. Rồi bên cạnh đó nếu như mà anh ấy vui tính rồi cởi mở và quan tâm tới mọi người thì rất là tốt. Em không thích gì về bạn trai của mình? Dạ em ghét nhất con trai mà nhiều chuyện. Rồi nhất là em không thích những cái người mà ngồi trên cái ghế, ví dụ như ghế này xong bắt đầu xoay tới xoay lui nhìn rất là khó chịu. Nãy giờ bên đó có xoay không? Mới xoay thôi. Xoay thử rồi sao? Ủa sao kỳ cái ý tưởng lại vậy? Người ta xoay kệ ta chứ làm gì mới vô thích. Xoay người ta chóng mặt, người ta cũng thích. Quyền cá nhân ta. Trời đất ơi. Bây giờ lạ vậy. Để tôi coi có xoay không. Hai rất là lịch sự bảnh bao, chững chạc. Có duyên nha. Duyên. Đẹp trai đấy. Được á. Chỉ có chưa có nhà thôi. Có kế hoạch mua nhà 8X rồi kìa. Hai người mua chung một căn được mà. Được không? Được. Đồng ý không? Để xem đó cũng chị. Nhưng mà cái kế hoạch như vậy thấy ổn không? Cái ý định của bạn đó cũng giống như ý định của em. Nhiều cái cơ hội cho mình lắm. Mình quyết tâm quyết thôi. Tâm quyết tâm hay không mà mình có đồng ý là mình góp gạo thổi cơm chung hay không? Đó là vấn đề quan trọng. Đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà hy vọng là hôm nay Tường với anh Quyền Linh sẽ gặt hái được thành công trong công việc của mình nha. Dạ cảm ơn chị. Ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là khéo léo, biết nấu ăn, rồi em có thể làm những cái đồ về những cái nghệ thuật như nhà. Đúng rồi, như tháp Eiffel. Tháp Eiffel là xếp rồi. Những cái con hạt giấy. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là nhiều khi là hay nói leo, tức là người ta đang nói mình nhảy vô mình nói. Không nên, cái này không nên. Với cái nữa là em
Em là người sống rất là tình cảm, em dễ rất là xúc động. Thấy bạn là biết rồi, một người đầy cảm xúc. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình yêu nhé. Xin chào bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh. Nhìn mặt với lại tiếng nói nó khác xa nhau lắm. Trời, cảm ơn anh. Anh bên đây cũng rất là dễ thương, tính tình cũng đáng mến lắm bạn. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta sẽ gặp nhau. Màn đau kéo lên. Chúng ta sẽ có 2 phút. 2 phút dành cho nhau. Bắt đầu. Chào em. Dạ, chào anh ạ. Em mong muốn điều gì của người bạn đời của em làm cho em? Anh nó cũng phải yêu thương em thật lòng. Anh ấy, những gì anh ấy làm cho em thì em sẽ làm lại cho anh ấy. Hãy đối xử với em tốt, gia đình của em tốt thì em sẽ đối xử với anh và gia đình của anh, của người em, người tương lai của em giống như vậy. Thí dụ mà em yêu một người nào đó nhưng mà bố mẹ phản đối một lý do nào đó, thí dụ như là một cái tình huống là không có nhà hoặc là không có hợp tuổi, thì em sẽ giải quyết tình huống này thế nào? Không hợp tuổi hả? Ừ. Em thấy gia đình em không có quan tâm lắm tới tuổi tác. Hết giờ. Bạn nữ bên kia rất là bạn lĩnh đấy. Rất chững chạc. Cho anh tặng cái món quà này. Thì cái này là cái 100 con hạt bản thân anh xếp tặng. Thì cái này nó cũng tượng trưng cho về sự chung thủy tặng em. Cảm ơn anh. Các bạn, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 Thật sự tôi rất là lo. Tôi thấy cô gái cũng rất là dễ thương, cũng vững vàng, cũng bản lĩnh. Đàn trai cũng vậy, ai cũng dễ thương hết. Và tôi rất muốn hai cặp đôi này thành đôi trong ngày hôm nay. Bây giờ ta nhà của em kinh doanh là có đầy đủ tất cả mọi thứ. Nhà lầu, xe hơi và tiền bạc và vàng FDC em đều có hết. Kinh doanh bất động sản. Trời ơi, cái đó là thường thôi anh. Thường hả? Con hơi khó tính, hơi kỹ tính, nhiều lúc cũng nóng tính nữa. Nghĩa à? Khó tính, kỹ tính là nóng tính nữa. Trời đất ơi, sao nhiều vậy? Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Dạ, chào. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì nhà trai nhà gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta chỉ cách nhau có một bờ rào thôi ha. Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn. Mình nói lớn lên cho bên kia nghe luôn nha. Em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ em chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Dạ em tên là Lê Văn Hòa, ở quận 8 Quận 8 Hòa làm gì? Dạ em là kinh doanh và tài xế. Hòa nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 26 tuổi. Kinh doanh để gì Hòa? Nói rồi cụ thể cho đàn gái biết đi. Cái nghề của em kinh doanh là có đầy đủ tất cả mọi thứ. Nhà lầu, xe hơi và tiền bạc và vàng FDC em đều có hết. Đại gia, kinh doanh bất động sản. Trời ơi, cái đó là thường thôi anh. Thường hả? Dạ, em kinh doanh tiền vàng bạc đúng không? Dạ đúng rồi chị. Cái gì cũng có chứ, là hàng mã ha. Dạ. Rồi, bây mời giờ nhà gái. Nhà gái mình giới thiệu cưng. Con chào cô Hồng Vân, em chào chú Quyền Linh, em chào bạn nam bên kia. Con tên là Ngô Thị Tuyết Trinh, năm nay con 25 tuổi, quê con ở Bình Định. Hiện tại thì con đang là chuyên viên tư vấn bảo hiểm. Con sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, con sống ở quận mấy? Dạ, con sống ở Thủ Đức, còn con làm thì ở quận 1. Trời đất ơi, nhỏ này sao nó nhiều cái nó đồng điệu với tôi ghê á. Nó họ Ngô luôn nè, nó sống ở Thủ Đức luôn nè. Nay nó mặc đồ đen giống tôi nè. Dạ. Làm quận nhất với quận 8 Hòa nó cũng gần Hòa ha. Dạ đúng. Hòa có ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu cho đàn gái biết đi. Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, em nhiệt tình, em năng động. Và được cái là em cũng hơi siêng. Sáng dậy sớm như con gà, em cài như một con trâu. Và em thức khuya như một con cún. Trời.
Chắc cũng thích nghệ thuật lắm nè đúng không? À dạ đúng rồi. Rồi giờ mình nói về mình đi cưng. Con là người vui vẻ, hòa đồng, dễ thông cảm với người khác. Nhược điểm thì con hơi khó tính, cũng hơi kỹ tính, nhiều lúc cũng nóng tính nữa. Nghĩa à? Khó tính, kỹ tính là nóng tính nữa. Trời đất ơi sao nhiều vậy? Thì kệ người ta. Hay mệt chịu, chịu chịu thôi chịu, giờ chịu ta thôi phải nói nữa. Hết ra cho bên đó biết được những cái gì của người ta có. Bên đàn gái tôi á, bắt đầu từ bây giờ đổ đi á, là tôi phải hơi khó tính, hơi chảnh chệ chút xíu. Chào cưng. Dạ chào chị Hồng Vân. Tại vì cái tỷ lệ mà nam nữ bây giờ càng ngày là nam nhiều hơn nữ, cho nên tôi rất là khó luôn. Tôi nói trước cho ông biết. Nữ quan trọng lắm đúng không? Chính xác là cái này vậy. Công nhận đúng. Ừ mà hôm nay tôi không có thích cái đầu đó nha. Dạ. Cái đầu đó thấy trẻ hơn tôi tới 8 tuổi là tôi mới thích. Lâu lâu thay đổi cho nó lạ mà. Nhiều tại nhiều người bà mối với ông, nhiều người nói là ông Mai là bị hói. Bữa nay tôi xả tóc cho coi có hói hay không biết. Trời ơi anh dễ thương lắm luôn. Xả tóc hề luôn. Ơi xả tóc hề luôn. Ồ bây giờ mới biết là anh Linh không có hói. Làm gì hói. Đâu ra. Hơi hơi thôi. À, nói cho bà mối ông dân biết là nhược điểm của mình là gì, có giống bên bằng nữ không nào Hoàng? Dạ nhược điểm em hơi khác. Khác hả? Dạ. Nhược điểm là gì? Em hơi bị dễ tin người và hơi mềm lòng. Vậy là dễ tính đúng không? Dạ. Dễ tính, dễ tin, dễ mềm. Chà, bên đây ta cũng ba cái tính đó, bên đây cũng ba cái tính. Nhưng mà bù qua sức lại đâu sao đâu. Đúng rồi, coi như hỗ trợ lẫn nhau ha. Tình trường sao rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình dài nhất là được bao nhiêu lâu? Hình như mối tình dài nhất của em là 1 năm. Còn mối tình thứ nhì là bao lâu thì chia tay nè? Dạ, 8 tháng. Lý do tại sao vậy? Em tập trung toàn bộ tâm trí em vô sự nghiệp hết. Em không có quan tâm. Bạn chủ động chia tay em? Dạ đúng rồi. Cái dòng luẩn quẩn nó là như vậy thôi. Nhưng mà giờ tới mối tình thứ ba thì sao? Nếu được thì sao nè? Sự nghiệp em cũng ổn à. Và mọi thứ em cũng có sẵn, đủ khả năng có thể lo cho được bạn nữ những gì bạn muốn. Dồn hết đúng không? Rút dạ, kinh nghiệm rồi. Từ 2 cái mối tình trước để dồn hết vô cái mối tình thứ ba. Ráng nghe Hòa nha. Dạ. Hôm qua coi đàn gái coi sao chứ sao lúc này thấy thương đàn ông quá. Đây đàn gái tôi đây. Dạ chứ. Trời cưng quá. Đó nè cặp đôi nè. Trắng tươi mặc đồ đôi luôn nè. À trời ơi dễ thương quá. Được rồi thẩm vấn đàn gái chút xíu đường tình duyên nè. Con trải qua 2 mối tình chính. 2 mối hả? Dạ. Mối dài nhất nhiêu? Được hơn 4 năm. Còn mối ngắn nhất là nhiêu? Mối ngắn nhất thì là tìm hiểu thôi chứ cũng chưa có tính là quen nhau nữa. Thôi vậy đó không phải mối rồi. Dạ. Thôi rồi 4 năm sao chia tay? Bạn đó bạn ra nước ngoài để sống với lại lập nghiệp. Dạ cho nên là tụi con cũng có yêu xa một thời gian nhưng mà về sau thì cảm thấy là không có tương lai. Cho nên là cả hai quyết định dừng lại. Mấy cái mối yêu đi nước ngoài hôm nay Covid xa hết trơn. Thế thương quá thôi giờ bỏ qua đi. Bây giờ mình tìm mối tình mới này ha. Còn không thích tính tình gì của người đàn ông? Con thì con không thích bạn nam gia trưởng. Còn về ngoại hình thì con không thích hói. Không hói luôn. Tóc cũng cỡ chú Linh á. Nếu hói vuốt xuống vuốt vậy là không có hói không? Được dạ, rồi. Con không thích bạn nam theo đạo. Có đạo không? Dạ không, dạ đạo ba mẹ. Được thôi. Là thời cha kính mẹ. Đúng rồi. Cao hơn con. Hả? Cao đúng hơn rồi, con. Chiều cao. Con cao bao nhiêu? Dạ con cao khoảng 65-67 gì á. Bên đó cao bao nhiêu con ơi? Dạ cao 1m67 à. Ok để chắc bằng nhau không sao đâu. Dạ. Con đi dép xẹp cũng được. Cô đứng chú Linh cũng đi dép xẹp nè. Xin lỗi mấy người. Đúng không? Tôi đi dép cũng xẹp. Cũng đứng mắt thấp luôn nha. Bây giờ con muốn người yêu lý tưởng của con như thế nào nào? Diễn tả có giống bên đây không? Chỉ cần da trắng. Quá ngon, trắng tươi. Mũm mỉm xéo được à? Cũng có. Người kế bên còn mũm mỉm hơn nữa. Gì nữa? Dạ, nếu mà chỉ cần dễ thương như How You Want là được. Cô thấy là con cũng ok đó. Được, nói chung đây dễ thương lắm. Người ta thích mình, ta đòi hỏi mình, đó là cái ước mơ của người ta. Còn cái chuyện mà mình có đồng ý người ta hay không, đó là chuyện của mình. Con hiểu không? Đó, cho nên mình phải chảnh lên, con đừng lo. Yeah. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, cho hai bên gặp mặt đi. Ừ. Đàn gái đi với ai nè? Dạ, hôm nay con đến với lại ba, mẹ, em trai, một vài người bạn. Đại gia đình luôn. Dạ, đi đâu lắm cô. Thưa ban tổ chức, thưa MC Hồng Vân, MC Quyền Linh. Dạ, dạ anh. Tôi là bố của cháu Trinh. Thấy bạn trai ra thì cũng được. Nhưng mà đều cái là hơi do con tí. Cũng hòa đồng chứ cũng không có cái gì. Thì làm bố thì mình cũng không có chê cái gì. Nhưng mà đó là quyết định của con là để cho con nó tự quyết. Rồi, cảm ơn nhà gái. Thì hết.
Nhà trai đi với ai nè? Dạ em đi với ông anh của em ạ. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Cho em chào gia đình nhà gái. Hôm nay em đi với cái ý nghĩa chương trình này là mong ủng hộ cho em trai tìm được một cái mối kết duyên. Còn cái quyền lựa chọn sau này thì cái duyên số thì phụ thuộc vào hai bạn. Dạ. Rồi, cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Mình nhận trước đi con rồi mình đưa. Anh em cứ ngồi đó. Anh có món quà tặng em. Dạ, anh cảm ơn nha. Rồi mở ra luôn, con mở ra luôn. Mình em phải file down ngay lập tức. Em mở, anh cầm đi. Mở rồi thấy nhà lầu sao hơi không mệt. Nhìn tặng dàn mã nha. Cái này là đồ để chụp tai nghe hay lỗ tai của em. Quà. Dạ. Đồ thiệt không? Dạ đồ thiệt. Tưởng tối mới làm chứ. Này anh có, anh cũng dán kiếm anh lựa lắm luôn. Trời ơi. Hình của mèo á. Thấy cưng không? Anh chơi quyên tông lận. Rồi một dạ, cái là cái bóp. Vậy tao làm giấy cho nó nhẹ. Có bóp nữa nè. Cái này em tháo trước xíu nha. Dạ rồi. Nhưng mà ý nghĩa sao con lựa màu hồng vậy? Tại vì muốn bạn nữ lúc nào cũng màu hồng, có cuộc sống màu hồng. Và hai là đối với em, bạn nữ như một nàng công chúa. À, tức là con sẽ coi bạn như một nàng công chúa của con đúng không? Dạ, công chúa rồi. Là sướng lắm á nha con. Dạ. Đó, một tương lai hứa hẹn. Rồi con tặng đi. Cái này là em mua từ lúc em bắt đầu đăng ký tham gia chương trình, nên là em chăm tới giờ để được tặng anh. Cảm ơn em. Dạ. Anh mở ra tập. Em nó cũng không có gì đâu anh. Mở ra anh cứ xem thử. Giọng anh không được hay. Anh đọc không biết có truyền cảm không. Dạ. Chào anh. Em rất vui vì hôm nay được gặp anh. Thật sự em cũng không biết phải viết gì. Vì những gì em cần nói, em nghĩ mình đã nói trên chương trình rồi. Em mong anh luôn hạnh phúc và những ngày sắp tới là hạnh phúc cùng em. Mà sao con lại tặng sen đá? Dạ, tại vì là con đọc được cái ý nghĩa của sen đá khi mà mang nó làm quà tặng á, thì nó thể hiện cho một tình cảm vĩnh cửu. À. Dạ. Anh thấy em sao? Trời em chết tim em rồi. Như anh tưởng tượng. Cảm ơn anh. Cũng dẻo miệng ghê, như anh tưởng tượng. Ông gặp tao hồi nào cũng tưởng tượng. Dạ em tưởng tượng trong mơ à. Như giả sử em đi làm về rồi có những việc ở trên chỗ làm mà khiến em gọi là bực tức á, khi em về em kể với anh á, thì anh có muốn nghe không? Những lúc mà em bực tức á, em có chết trong người thì em cứ hét lên, xong rồi anh sẽ kể chuyện cười cho em nghe. Dạ. Lúc mà hét kể chuyện cười đi rồi biết. Không, em có thể quýnh anh cũng được. Thôi anh được cái anh làm bà bố cho em quýnh. Dữ vậy ta. Em cảm ơn anh. Tại vì đối với anh em là duy nhất. Em là duy nhất. Nếu mà quen mình khoảng cỡ bao lâu mình tiến tới không Dương? Để em với anh tìm hiểu. Nếu mà thực sự em có thấy tính tình của hai đứa mình phù hợp thì em không quan trọng thời gian anh. À, em có ngại làm dâu không? Dạ em không ngại làm dâu, nhưng mà kiểu em cũng hơi vụng á, cho nên là em chỉ sợ là ba mẹ không thích thôi. Không, ba mẹ anh dễ lắm. Nếu mà em ngại làm dâu em sợ thì anh có nhà riêng. Khi mà tình cảm đủ lớn á, những gì em muốn thì anh sẽ cố gắng anh làm điều đó. Tại vì được cái anh nói thì anh phải làm được. Nếu làm không được anh không đáng đàn ông. Hay quá. Là anh làm không được anh sẽ không nói đúng không? Dạ. Nói là sẽ phải làm. Làm được tất cả mọi thứ luôn. Dạ. Bước tới nắm tay cô gái để mình trao nhau cảm xúc đầu tiên ha, xong rồi hát tặng cô gái đó bài hát nào đó ngọt anh ngào luôn. Anh mượn tay em, tại vì tay hơi lạnh, anh run quá. Ủa sao tay lúc nào ống chưa? Trời, tay ai máu gì anh thích? Hồi nãy giờ thấy cái gì anh cũng thích hết. Không, tại vì anh thích em thiệt. Cảm ơn anh. Anh có một bài hát mà anh cũng chuẩn bị kỹ lắm rồi, mà tới đây anh hơi quên lời xíu. Mong em thông cảm mà chịu khó lắng nghe. Dạ. Anh kết em rồi, cơ mà em kết anh không. Em cứ vâng lời là anh dắt em về làm dâu của má anh liền. Mình cưới nhau luôn. Mai cưới em về, hay là em thích bây giờ?
nguyên một cái phim trường không ai xúc mồ hôi, có mình nó xúc à, mồ hôi xúc tại vì em không quá. Thằng bé đứng mồ hôi một kê nhễ nhại đây, người ta không có giọt luôn mà quá tại trời vì gặp bạn nữ em tan chảy. Bây giờ ngồi ghế đi, chúng ta làm thủ tục các bạn. Bây giờ ta lắng lòng mình lại, thật sự nếu đây là một nửa mảnh ghép của mình trao cho họ một cơ hội để tiến xa hơn nữa, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm, 1 2 3, hết thời gian. Ủa. Rồi, yeah, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Rồi bây giờ xin phép ba mẹ cho tụi con hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau và hứa gia đình cái gì đi. Dạ xin phép ba mẹ. Mình kêu trước ba mẹ luôn. Dạ cho tụi con được hẹn hò với nhau để con chăm sóc với em ấy. Con chăm sóc cho em với em là gì? Con chăm sóc cho em. Nói giờ nó quýu quá trời rồi. Nó quýu thiệt, cái này là nó quýu thiệt sự, mồ hôi nó quá trời. Một cái phim trường nó lạnh công như vậy nè, mặc đồ áo lạnh hết trơn, trời mình ơn ông à. Mồ hôi nhễ nhại vậy đó. Dạ đây là tiếng sét của con. Thì đó, thì bởi vậy mới nói là nó rung thiệt, nó tan chảy thiệt. Em nghe thử anh đập lắm luôn em. Rồi bây giờ nè, con phải xin phép cho hôn bạn gái. Hai bác cho con hôn bạn gái. Anh hôn bạn gái nha. Dạ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiến xa hơn nữa. Đây là những món quà dành cho các em, gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa mau tiến tới hôn nhân ha. Dạ. Hạnh phúc ha. Nhớ nha công chúa nha. Không, đối với con em mãi là công chúa. Ừ đó, nhớ đó. Rồi. Đêm nay nè con, đi ra qua chào ba mẹ đi. Bước tới ngay mặt gia đình chào cái đi. Dạ, ưu điểm của em là người giàu cảm xúc, sống tình cảm nên dễ chia sẻ. Ưu điểm của em thì là người đam mê chỉ là công việc, rồi biết quan tâm gia đình. Khuyết điểm của em thì chắc là rụt rè, nhút nhát, ngại nói trước đám đông, cũng hay mít ướt. Dạ em cũng bích ướt luôn. Vậy em hả, bích ướt, ướt luôn. Chắc dạ. Như ngập lụt hết. Mời nhà trai. Rồi xin mời nhà gái. Dạ, lời đầu tiên cho Lê Trúc gửi lời chào trân trọng đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ bên kia rào và tất cả quý vị khán giả. Em tên đầy đủ là Lê Thanh Trúc. Quê quán của em là Trà Vinh, sinh sống là làm việc tại Trà Vinh luôn ạ. Trà Vinh em làm gì Trúc? Dạ em là giáo viên, rồi em kinh doanh và thỉnh thoảng em làm nghệ thuật nữa anh Quyền Linh. À, dạ. Anh làm MC đúng không? Dạ em đi hát và sáng tác nhạc. Trời ơi giỏi vậy ta. Dạ. Thầy giáo là dạy về gì? Dạ em dạy tiếng Anh. Tiếng Anh hả? Dạ. Ok. Rồi mời bên nhà gái. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh. Rồi, chào em gái. Dạ em tên là Nguyễn Thị Truyền, năm nay em 37 tuổi. Em đến từ Bến Tre, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên văn phòng cho công ty chuyên về
lĩnh vực y tế ạ. Là dạ. Em ở huyện nào? Dạ em ở huyện Dòng Trơm ạ. Thật sự nói Bến Tre đi qua Trà Vinh thì chỉ cách cây cầu thôi, cũng không khó gì lắm đúng không Trúc? Dạ dạ. Mà em làm ở quận mấy? Dạ em làm ở quận 7 ạ. Mỗi bao lâu thì em về quê một lần? Dạ thường mỗi tháng thì em về thăm ba mẹ một lần. Vậy dạ. Là đây cũng Trà Vinh bước qua có mấy bước. Vậy là có điều kiện thuận lợi rồi. Dạ. Em sáng tác dòng nhạc gì? Dạ em sáng tác nhạc bolero dân ca. Bây giờ hát bài cho nó nghe sung sung với coi. Dạ em xin gửi tặng đến chương trình bài hát về mẹ mang tựa đề Vì Con. Biết bao năm rồi mẹ tôi một thân một mình, tháng năm hao gầy vì lo cho đàn con thơ. Qua bao phong ba mẹ luôn che chở cho con, mẹ luôn thương yêu nuôi nấng chúng con nên người. Hay quá. Bài này là Trúc sáng tác luôn hả? Dạ em sáng trời tác. Trời ơi thầy giáo sáng tác nữa ha. Dạ. Em thầy có những ưu điểm gì? Dạ ưu điểm của em á là người giàu cảm xúc, sống tình cảm nên dễ chia sẻ và giúp đỡ người khác. Có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là hơi lười biếng với lại ưa trễ giờ. Rồi bây giờ cũng mệt lắm mà. Còn em thì sao? Khuyết điểm của em á thì chắc là rụt rè, nhút nhát, ngại nói trước đám đông, cũng hay mít ướt. Ưu điểm của em á thì là người đam mê chỉ là công việc, rồi biết quan tâm gia đình, cũng hay có tính thương người rồi. Hay là khuyết điểm là mít ướt á, phải không? Dạ. Dạ em cũng mít ướt luôn. Vậy hả? Trúc mít ướt luôn. Chắc dạ. Như ngập lụt hết. Còn tình trường của em sao? Em có mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên? Mối tình đầu năm? Dạ, mối tình đầu tiên thì thời cấp 3. Cũng kéo dài được 3 năm. Sau khi đó tụi em học mỗi người một nơi á. Rồi tình cảm nó cũng phai dần. Tại vì cái tuổi mới lớn là giống như yêu xa đó. Dạ, yêu xa. Mối tình thứ hai thì sau khi em đi làm là em quen cũng kéo dài được 2 năm. Cái tuổi đó thì giống như em cũng chỉ lo làm, anh đó cũng lo làm thôi. Tụi em ít có quan tâm, chia sẻ tâm sự á chị. Nên không có hiểu nhau rồi. Sau hơn 2 năm anh đó nói là tụi em không có hợp nhau và chia tay. Như vậy là em đã chia tay mấy năm rồi? Chia tay tính ra tới bây giờ em độc thân tới bây giờ chắc sáng 6-7 năm. 6-7 năm rồi luôn? Dạ bây giờ là em 37 tuổi. Dạ. Yên tâm bữa nay có thầy giáo bên đây lo. Thầy giáo có mấy mối tình rồi? Đối với em thì tình yêu đôi lứa thì em chưa có. Em chỉ yêu đơn phương thôi. Trời ơi sao kỳ vậy? Có lẽ người ta không hiểu tính cách nghệ sĩ như thế nào, thời gian và cơ hội gặp cũng không có. Chào em. Dạ, chào chị. Chưa bao giờ nắm tay cô gái nào đúng không? Có nắm tay nhưng mà có... chưa bước đến cuối con đường. Có hung chưa? Hung má hung trán. Thôi, vậy là cũng được rồi, cũng có hung rồi. Vậy thì em mong muốn em sẽ gặp một nửa của em với một cái tưởng tượng như thế nào? Dạ. Em muốn một người phụ nữ dung hòa, biết chia sẻ và sống tình cảm. Ngoại hình thì da trắng, cao 1m60. Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun. Có không? Mình cao mét nhiêu nè? Dạ có 58 thôi. Thôi hai phân nhầm nhò gì. Sao đi giày thôi. Hai phân ta đi giày 7 phân. Da trắng là có trắng, trắng lắm em ơi. Đó. Rồi, em không thích điều gì ở phụ nữ? Em không thích là phụ nữ cứ cằn nhằn những việc nhỏ nhặt với lại nóng tính. Cái nóng tính thì có thể có hay không, nhưng cằn nhằn đó em có không muốn cũng không được đâu em. Muôn đời luôn đó, coi như là đó là bản ngã và bản năng muôn đời của chị em phụ nữ chúng tôi. Tính cách rồi. Trời ơi Linh. Bây giờ em nghe anh kia hát em cảm nhận thế nào? Dạ rất là hay, ấm áp ạ. Mà em cũng mê hát. Cũng mê đúng mê không? Nghe hát. Nghe anh hát rất dạ. Là ngọt ngào luôn á. Dạ. Em thích hát nhạc bolero không? Dạ thích. Em muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Mẫu hình á thì về ngoại hình á thì cũng ưa nhìn, cao 1m65 trở lên. Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Trời ơi thầy giáo là ngon lành rồi. Dạ còn về tính cách á thì là một người phải bản lĩnh, quyết đoán, có chí cầu tiến. Em có khoảng bao nhiêu phần trăm mà bạn gái đề ra? Dạ em có khoảng 70%. 70%? Dạ. Thôi bây giờ mình hỏi Yến người thân đi nha. Nhà gái đi với ai? Dạ em đi với chị Diễm, với mấy anh chị đồng nghiệp. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh,
chào bạn trai. Chị là đồng nghiệp của Truyền. Chị với Truyền làm việc với nhau cũng mười mấy năm rồi, từ lúc Truyền ra trường và làm việc về công ty làm việc. Bạn trai bên đây thì chỉ qua một vài cái câu chuyện, cái lời nói thì mình cũng không thể nào đánh giá được. Tốt nhất là cho nhau cơ hội để tìm hiểu xem coi có hợp hay không. Nhìn sơ thì mình cũng thấy là thầy giáo thì nói chung là cũng nghiêm túc đấy. Chuyện thì nó rất là nghiêm túc trong công việc cũng như là trong tình cảm. Hy vọng là hai bạn cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Rồi, cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn. Rất diễn. Chúc đi dài chút. Em đi với hai người em cũng là hai người học trò cũ của em. Cho em xin nói thêm một xíu về thầy của em. Thì thầy á, trong công việc á, thầy là một người rất là nhiệt huyết, rất là tận tâm đối với học trò của mình. Trong đời sống á, thì thầy là người sống rất là tình cảm. Nhận xét về chị gái á, thì em thấy chị rất là trẻ trung, rất là duyên dáng. Nói chung qua những gì chị chia sẻ thì em thấy là giữa chị và thầy là có những nét tương đồng. Em hy vọng là thầy và chị, hai người dành cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau, nếu được thì có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn học trò thầy Trúc. Mở rào. Anh xin tặng em món quà. Dạ, cảm ơn. Em cũng có quyển sách thôi. Cảm ơn. Rồi, bây giờ hai bạn đối thoại với nhau đi nào. Cảm nhận ba mươi mấy năm mình mới gặp nhau đó. Cho anh hỏi em làm bên công việc gì? Dạ, em làm nhân viên văn phòng ạ. Anh thì ở Trà Vinh nhưng mà ở huyện Cần Ngang. Có thể là thỉnh thoảng nửa tháng hoặc là một tháng mình gặp nhau một lần cũng được, nếu như mình chấp nhận. Cho em hỏi tí xíu nha, anh có mơ ước và dự định gì cho tương lai? Mơ ước của tương lai là anh kinh doanh, mở rộng thêm kinh doanh và làm nhiều sản phẩm âm nhạc nhiều hơn. Còn những lúc mà anh buồn vui hay rảnh rỗi, anh sẽ thường làm gì? Buồn vui anh thường nghe nhạc với xem phim. Và thỉnh thoảng là anh tìm trẻ con, anh vui đùa. Vậy là anh có thích trẻ con? Thích trẻ con, cho nên là cái tính của anh cũng rất trẻ con. Anh có thích môn thể thao nào không anh? Anh chỉ thích đi bộ với lại đạp xe đạp thôi. Dạ. Anh cảm nhận về em như thế nào? Anh nghĩ em rất dễ thương, trẻ trung so với lứa tuổi. Dạ, cảm ơn. Còn em cảm nhận thầy giáo thế nào? Nhìn có vẻ chững chạc. Chững chạc, chỉnh chu. Nhưng mà em nghĩ chắc có vẻ em và anh giống nhau, là người sống chuyên về tình cảm, rồi có vẻ là cũng ít nói. Em nếu mà mình tiến xa hơn thì em có chịu về quê với anh không? Dạ, trước hết thì em sẽ làm ở thành phố. Còn sau này để xem tình cảm giữa hai người như thế nào, rồi có đủ lớn không, không có đủ mà để em sẽ bỏ tất cả để mà đi theo anh về Trà Vinh. Anh đang sống với ai? Hiện giờ anh sống với mẹ già. Là nhà anh có mấy anh chị em? Nhà anh có tất cả 5 anh chị em, nhưng mà anh áp út nhưng mà ở với mẹ. Nếu mà quen nhau thì khoảng bao lâu anh sẽ tiến tới hôn nhân được? Thì tùy theo mức độ tình cảm của mình đến gần thì mình sẽ tính sớm. Mình không còn nhiều thời gian nữa đâu. Sớm sớm đi. Kệ người ta đi, người ta thích cái là cuối tháng không? Mày cuối năm người ta cưới liền đó. Dạ, 12 năm nữa cũng được. Mấy? Quyền lên 12 năm nữa, em 50 luôn. Em quyết định con 50 được 2 năm nữa thôi. Dạ. Chúc tới nắm tay Truyền ha, nắm hai tay Truyền. Hát một bài nào đó nè, tình cảm lãng mạn, sướt mướt thử cô khóc. Em nghe nói nè. Nếu được làm người tình, lạc vào mắt nai tơ, cho hồn bớt dài khờ. Nếu được làm người tình, đùa tóc trong chiều vắng, làm gió thoáng môi hôn. Ngàn vì sao trên trời, nhìn người yêu tôi cười, thẹn thùng thắm trên môi. Xin gió xa thôi đừng đùa làng xa tuyết trắng,
làm đôi má thêm hồng. Trời ơi, hay quá. Anh nói là anh thấy em thế nào đó? Em nói với bạn đi. Ừ. Dạ, anh thấy em rất dễ thương. Có phần sống tình cảm giống như anh. Anh cảm thấy là về tính cách của hai đứa mình thì anh thấy hợp rồi đó. Cái nơi làm việc thì cách xa. Cái đó thì mình cũng phải tính toán lại như thế nào cho dạng đôi đường. À, được rồi, các bạn về vị trí đi. Nào, hãy để tay mình nút bấm đi các bạn. Một người 37, một người 38. Sau 30 giây suy nghĩ và quyết định. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Không ai bấm cả. Chuyện suy nghĩ thế nào? Em cũng không biết nữa, và cảm nhận hay sao. Bản tính thì thường người ta nó sẽ trái nhau một chút. Nếu mà giống nhau quá thì em cũng không thích. Cả Trúc, hai cùng sống như tình cảm gì quá đó thì... Còn Trúc nghĩ gì mà không bấm? Em tại vì hoàn cảnh gia đình của em nó đơn chiếc. Em với mẹ già, người em cũng ít cơ hội được đi đây đi đó. Ở xa cũng ít cơ hội gặp được. Xa mà cách lòng. Nếu mà Trúc cố gắng hơn chút xíu nữa thì em nghĩ không có xa đâu. Nếu thật sự hai người cứ lấy số điện thoại với nhau đi. Yeah. Làm bạn với nhau đi. Yeah. Anh thấy ở hai người hợp với nhau đó. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc các bạn sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình nha. Mỗi người một hướng và sẽ đi tìm một nửa của mình. Như vậy là quý vị đã theo dõi hai câu chuyện ngày hôm nay.